rất là nặng vì nhiều năm rồi, trên 10 năm. Thì chúng ta mà cấy chỉ hoặc là uống thuốc tây hay là nói chung là nhiều vấn đề khác, hiệu quả rất là kém. Thì phương pháp cấy chỉ này tôi sẽ theo dõi bệnh nhân, hôm nay là hôm đến đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ về kinh nghiệm có thể khắc phục được bệnh này. Bệnh nhân cai dần cái thuốc xịt đi, dòng thuốc như salbutamol hoặc là dạng xịt giãn phế quản khác thì ta phải giảm. Cái này là rất khó làm vì nó là thin đột, bên dưới là có cái động mạch rất lớn, ta làm rất khéo. Quan trọng nhất vẫn là hiệu quả. Có nhiều người cũng bảo là tôi đã cai trị tốt lắm thì thuốc này kia nhưng đều không làm được. Tôi có tiếp xúc bệnh nhân đa số là 10 năm thì họ còn lạ gì cái phương pháp chữa bệnh mình hiên xuyến nữa. Năm nay là 2018, tôi sẽ nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này và tôi giúp được nhiều người ổn. Cho nên là khi nghiên cứu làm sao cho đúng. Đây không phải là do tôi là người tìm ra mà do thầy tôi truyền lại thôi. Họ là một bác sĩ tây y, học bên đông y rất nhiều, những cái kinh nghiệm quý họ dạy cho tôi. Bản chất hen suyễn này là một dạng dị ứng, có người thì dị ứng lông chó lông mèo, có người thì dị ứng thời tiết, có người do chính cơ địa người ta tự gây ra dị ứng. Thế nên khi chúng ta cấy chỉ thì phải khắc phục được, nhưng mà cấy như thế nào và chỉ gì nữa là cũng quan trọng lắm. Bác ở chỗ nào? Bắc Ninh bác? Chân là Quế Võ. Quế Võ Bắc Ninh. Quế Võ là khu công nghiệp đấy nhỉ? À, khu công nghiệp. Đấy, như đường trước là sau có đấy. Còn mấy huyện đường sau nữa. Có đau đó không bác? Cho tương lai chắc là phải nghiên cứu. Đây là huyện Phế Du. Đây là huyệt thận du. Huyệt này nó có tác dụng là bổ thận nạp khí. Có vẻ như nó không mạnh mẽ lắm, nhưng nó là cũng tham gia một thành phần để bệnh nhân khỏi nhanh hơn. Bạn thấy thế nào, có đau không? Không. Xong thấy thế nào? Đau là giá thở rồi. Thế thì tôi bảo bác này nhá, cháu nó phải thuốc là một nửa, bác một nửa. Bây giờ về chúng ta phải tập cai dần cái thuốc xịt. Ví dụ như này đến khó thở mà chưa khó thở quá thì đừng xịt bộ nhá. Thì cảm thấy khó chịu quá thì phải ngày cứ cai dần và sau này bác sẽ không bao giờ bị xịt nữa, chưa? Nó sẽ dao động như hôm nào và chơi tiết nhiều quá thì mình sẽ khó thở thì uống thuốc tây nhá, vì mình chưa cai được mà không thì cháu hướng dẫn bác có làm đúng cháu là được nhá. Thì bây giờ rất là đồng hành với bác bao giờ khỏi thôi. Nào, chào bác nhá. Cảm ơn bác chị Bắc Ninh. Vâng. Thế bác nhá. Vâng, cảm ơn bác chị.